Xin chào các bạn nhé. Chiều hôm qua mình có đặt mua một cái bếp từ ở trên Shopee. Thế thì mình vừa mới nhận được, thì đơn vị giao hàng vừa mới giao cho mình thì mất khoảng 24 tiếng. Sau đây mình sẽ bóc ra để kiểm tra cũng như là để test cho các bạn cùng xem nhé. Yo. Rồi. Đây các bạn. Bếp Media nha các bạn. Bảo hành 1 năm, bếp mini đây bằng tiếng Việt hết. Thì, đây là cái phiên bản Media MIK1917EF. Cái phiên bản này là phiên bản thấp nhất các bạn ạ. Đây có các cái thông số này. Điện áp 220 đến 240V, công suất định mức 1900W, tần số 50-60Hz, khối lượng cả thùng 3,85 kg, kích thước thùng 360 x 218 x 370 mm. Đây là các cái thông số này, thiết kế nhỏ gọn này, dễ sử dụng với núm điều khiển thân thiện với người sử dụng, núm điều khiển cơ nha các bạn. Làm nóng nhanh này, làm nóng nhanh để bắt đầu nóng nhanh này. Tự động tắt để bảo vệ khỏi quá tải bằng điều khiển 8 mức công suất. Đi kèm một nồi bằng thép không gỉ phù hợp với bếp. Ok, bóc ra này, mình cũng sốt ruột lắm rồi. Đây là một cái này là cái bình xịt dầu ăn nha các bạn. Mình cho dầu ăn để mình xịt phun sương. Sách hướng dẫn sử dụng cũng bằng tiếng Việt nha các bạn. Phiên bản K1917EF có 3 phiên bản, bản G, bản B và R. Bản này của mình là bản R. Bằng tiếng Việt, xịn sò đấy các bạn ơi. Kích thước của bếp 280 x 280 x 65, tức là vuông, bếp hình vuông 28 cm và cao 65, tức là 6,5 cm. Trọng lượng là 2,1 kg. Cái này quan trọng lắm. Đây là dây nguồn các bạn. À chà, dây dài lắm các bạn ơi. Dây nguồn. Bỏ luôn. Dây nguồn này chắc là dài 2 mét. Dây nguồn dài 2 mét các bạn. Phiếu bảo hành này. Phiếu này. Bây giờ thì người ta bảo hành điện tử hết rồi. Vua xốp này rất to nhưng mà chủ yếu là bằng xốp, xốp để chống sốc thôi. Đây. Cái này là combo luôn các bạn ơi. Có bếp và combo một bếp và một nồi lẩu. Là cái nồi lẩu này được đóng chung theo bếp thì chứng tỏ là đây là cái combo từ nhà sản xuất rồi các bạn ạ. Cái nồi lẩu này cũng mỏng mỏng. Nồi lẩu này 0,4 mm rồi. Có quay tán cũng rất chắc chắn các bạn ơi. Quay có đúc nhựa để chống nóng. 28 nhé các bạn. Cái nồi lẩu này đường kính 28 nhé. 28 cm. Ui,
Nắp kính thì công nhận không chơi được, nắp kính rất dày. Nắp kính rất dày. Ok, tôi lỏ này quá ưng rồi. Rồi bây giờ đến cái nhân vật chính. Màu đỏ các bạn ơi. Cái này rất tiếc là không có nhiều màu để lựa chọn. Ui xôi ui, quá là đẹp luôn, đẹp long lanh. Chưa thấy cái bức từ nào đẹp như thế này. Nhìn trên ảnh thấy đã đẹp rồi mà nhìn thực tế còn đẹp hơn các bạn. Mặt kính bóng như mặt gương media này, các cái cảnh báo và chữ cũng bằng tiếng Việt. Mặt kính bếp rất nóng, sau khi nấu không được chạm tay vào bề mặt. Cái bếp là hình vuông như các bạn. Hình vuông và kích thước của cái cạnh này là 28 cm và chiều cao là 6,5 cm. Dây nguồn thì chắc dài 2 mét rồi. Đây mặt trên các bạn, là mặt trên này. Này các mặt bên màu đỏ. Này nếu mà có màu đen, màu trắng thì đẹp. Nhìn rất là thời trang. Đây là các cái khe thoát gió này. Đây là mặt sau gồm dây điện nguồn ra và các khe thoát gió. Hai mặt hai bên thì không có gì. Mặt trước thì có duy nhất một núm điều khiển các bạn. Có duy nhất một cúm núm điều khiển. À ha, các bạn nghe thấy tiếng tách không? Ở vị trí góc 12 giờ có chữ off, có nghĩa là tắt này. Chúng ta bạn đến vị trí on là bắt đầu nó phát ra tiếng tách là bếp bắt đầu chạy. Thì để tăng giảm nhiệt chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng, mà ngược chiều kim đồng hồ thì giảm. Ở trên này nhà sản xuất có đánh dấu các cái mức 800W này, 1100W, 1300W, 1600W, 1900W. Rất là đơn giản các bạn. Chỉ có một nút vặn cơ duy nhất. Rất đơn giản. Đây là mặt dưới. Mặt dưới thì đây chính là cái quạt hút gió để làm mát cho bếp này. Có bốn cái chân, hai chân là đúc liền và hai cái chân cao su. Trong cái hai chân cao su này là sẽ có hai con ốc. Cộng con hai con ốc này là bốn con ốc để tháo. Tem mã vạch và cái tem thông số. Hết. À, hiệu chất lượng. Nhìn chung là quá đẹp các bạn ơi. Đây là cái phiên bản thấp nhất, mình chọn cái phiên bản thấp nhất. Đương nhiên là giá nó cũng là rẻ nhất nha các bạn. Giá nó rẻ nhất. Để có thêm các cái tính năng như là tự động hẹn giờ các thứ, tính năng cao cấp hơn thì các bạn chọn những cái phiên bản cao hơn nhé. Các bạn chọn cái phiên bản cao hơn thì đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn mấy trăm nghìn. Cái này, cái phiên bản thấp nhất này giá nó chỉ có 665 nghìn thôi, chưa bao gồm phí ship. Đấy. Đẹp, quá đẹp các bạn ạ. Sau đây mình sẽ dùng chính cái nồi lẩu cái mình đun một nồi nước để kiểm tra test luôn nha các bạn nhé. Ok, giờ mình sẽ cắm điện nha các bạn. Rồi. Đó, khi cắm điện vào thì cắm điện khi chúng ta cắm điện vào thì bếp sẽ phát ra một tiếng bíp dài và cái đèn chờ nó nhấp nháy màu đỏ nha các bạn. Quạt nó cũng hơi quay. Sau đây mình sẽ cho cái nồi nước lên. Đây là chính là cái nồi lẩu đi theo của nó, mình vừa rót một lít nước vào đây. Rồi. Để vung vào. Sau đây mình sẽ bật 1 lít nước này, mình bật rồi, chạy. Mình sẽ lên công suất tối đa là 1900W luôn. Được các bạn. Lúc này là đang 10 phút 10 giây thì xem mấy phút thì 1 lít nước sẽ sôi nữa. Bếp quá xinh các bạn ạ. Cái nồi với bếp cùng kích thước với nhau luôn. Trước đây thì mình cũng hay dùng cái bếp hồng ngoại. Cái bếp hồng ngoại có ưu điểm là không kén nồi và chúng ta cũng có thể dùng vỉ để đến mặt kính và nướng trực tiếp được luôn. Tuy nhiên thì
So với bếp từ thì cái hiệu năng của bếp hồng ngoại nó không cao. Cái hiệu suất sử dụng của bếp hồng ngoại nó chỉ khoảng 60%, còn bếp từ này trên 90%. Có nghĩa là để mà ví dụ đun cùng một cái lượng nước này nhá, thì các bạn nếu dùng bếp hồng ngoại thì sẽ tốn điện gấp rưỡi so với bếp từ nha các bạn. Có nghĩa là ví dụ như mà 1 lít nước này nếu 4 phút nó sôi thì bếp hồng ngoại phải mất tầm khoảng 6 phút, sẽ mất thời gian gấp rưỡi. Vì là cái bếp hồng ngoại thì cái lượng nhiệt nó tiêu hao ra môi trường rất là lớn, mất nhiều. Thì mình theo dõi xem là 1 lít nước thì sẽ sau mấy phút thì sôi. Đấy, được 1 phút 20 giây rồi. Nhìn chung cái phiên bản này nó rất đơn giản, nó chỉ có một cái đèn báo nguồn đấy các bạn. Một cái nút vặn cơ, đây mình đang để công suất tối đa là 1900W. Còn về thiết kế thì quá đẹp rồi các bạn, bếp này không thể chê vào đâu được. Mình thì mình thích cái phiên bản màu đen hơn. Tuy nhiên thì shop giao hàng ngẫu nhiên nó có 3 màu, màu đen, màu đỏ và một cái màu trắng nữa. Thế nhưng mà shop giao ngẫu nhiên không hiểu tại sao màu đỏ cũng ưng lắm, nhưng mà kết cái ngoại hình của nó qua đâm ra là mình vẫn mua. Đã được 2 phút 15 giây rồi. 2 phút 15 giây rồi. Cái bếp này các bạn có thể dùng để nấu ăn bình thường cho gia đình, hoặc là để dùng trong các bữa tiệc nấu lẩu. Để mà nướng thì các bạn mua thêm một cái khay chuyên nướng cho bếp từ nha các bạn. Nước đang bốc hơi kín ở cái nắp này rồi. Trước thì mình cũng đã từng dùng rất nhiều cái phiên bản bếp từ mà ở cái hình dạng phổ biến, cái thiết kế phổ biến của bếp từ là nó hình chữ nhật. Đấy, cái chiều ngang nó cũng tương đương như này, nhưng mà chiều dài sẽ bo thêm cái bảng điều khiển, các nút nhấn cơ hoặc nút nhấn cảm ứng. Đấy. Tuy nhiên thì cái dòng này thì nó thiết kế gọn hơn, đang dùng lên rất là mạnh rồi các bạn. 3 phút 18 giây rồi, có vẻ như sắp sôi rồi. 1 lít nước nha các bạn. Khi đun thì các bạn nên đậy vung lại để giảm cái độ thất thoát nhiệt nha các bạn. Khi mà nhiệt độ nước tăng lên cao, cái nồi nó rung rất là tiếng hú điện từ nó rất là mạnh, tiếng rú là tiếng zip điện từ nha các bạn. Đã được sắp được 4 phút rồi các bạn ơi. Rồi tròn 4 phút rồi, từ tròn 4 phút rồi. Ok, như vậy là khoảng 4 phút là 1 lít nước sôi các bạn, nếu mà để công suất tối đa là 1900W, tức là mình vặn maximum luôn. Như vậy là 1 lít nước sau 4 phút là sôi. Ok, rất là nhanh. Thì bếp từ đến thời điểm hiện tại thì chúng ta, các bạn cũng đã rất là quen sử dụng rồi, nên mình không phải giới thiệu gì nhiều, chỉ giới thiệu qua một số chức năng thế thôi. Chúng ta có thể sử dụng để nấu các món ăn hàng ngày. Mỗi lần chúng ta xoay để chuyển chế độ thì chuyển mức nhiệt thì cái tiếng bếp nó cũng sẽ phát ra một tiếng, và mình tắt đi. Nếu các bạn thấy thích chiếc bếp này thì cũng có thể tham khảo để mua qua cái đường link mình để ở dưới phần mô tả hoặc là ở dưới comment. Và nếu các bạn có thắc mắc gì trong quá trình sử dụng cái bếp từ này thì có thể để lại comment cho mình, vì mình cũng sửa chữa các cái đồ điện gia dụng và bếp từ này thì một số cái trục trặc hoặc là những cái lỗi có thể phát sinh thì các bạn có thể comment, mình có thể hỗ trợ các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều các video khác của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.